đấu giá biển số đẹp ngày 21 tháng 11 năm 2024. Trong ngày 21 tháng 11, công ty đấu giá Hợp danh Việt Nam sẽ tổ chức đấu giá 10.000 biển số trong 6 khung giờ. Mỗi khung giờ đấu giá kéo dài 25 phút, người trả giá cao nhất sẽ sở hữu biển số của cuộc đấu giá đó. Trong phiên đấu giá lần này, xuất hiện hàng loạt biển số sảnh tiến siêu đẹp của khắp các tỉnh thành trên cả nước như 29K, 345, 67, 93B, 024, 68, 82D, 012, 34. Đây đều là các biển số được nhiều người chơi biển số trên cả nước săn đón. Đặc biệt, phiên đấu giá lần này nhận được nhiều sự quan tâm khi xuất hiện các biển số ngũ quý siêu khủng 51L, 999, 99, 99A, 777, 77, 37K, 333, 33. Đây là các biển số siêu đẹp, hứa hẹn sẽ mang về các mức giá khủng trong phiên đấu giá lần này. Theo quy định, người trúng đấu giá biển số ô tô phải nộp toàn bộ tiền trúng đấu giá trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có thông báo kết quả. Số tiền này được trừ số tiền đặt trước và không bao gồm lệ phí đăng ký xe,